Chào anh em, giới thiệu với anh em cái đèn để gắn xe nâng nha anh em. Đó, cái này anh em sẽ gắn xung quanh cái xe nâng để mà cảnh báo cho người đi đường, người ta không có đi vô cái đường đi của cái xe nâng mình ha. Thì con này nó xài điện AutoVol từ 12 tới 48V. Đó, điện bình đó anh em, 12 48V là xài ok hết ha. Cái này anh em nào lắp xe nâng bán cho khách hoặc là muốn trang bị cho công ty thì liên hệ cho em ha. Em có số lượng nha anh em. Đó, cái này hàng nội địa Nhật. Đó, đèn LED rất là đẹp luôn, có màu xanh và màu đỏ. Đó, thì thường là anh em sẽ lắp cái màu đỏ hai bên. Còn cái màu xanh là anh em lắp sau đuôi. Ha. Đó, anh em coi nè. Cái này em đang bật đèn sáng nè anh em. Bật đèn sáng mà nó rõ rét nét rất là đẹp luôn. Bây giờ tắt đèn thử nè. Đó. Tắt đèn nhìn nó còn đã hơn nữa nè anh em thấy không? Đó. Ha. Rất là nét luôn nha anh em, không có bị mờ ha. Cái này anh em lắp trên xe nó chiếu xuống rồi nó sẽ ra vậy nè. Đó, đèn cảnh báo rất là đẹp luôn. Này hai màu xanh đỏ. Đó, anh em muốn lắp màu xanh thì lắp, muốn lắp màu đỏ thì lắp. Rất là gọn nhẹ luôn nha anh em, lắp đặt rất là dễ dàng ha. Có sẵn bát luôn nè, điều chỉnh góc nghiêng nè. Đó, có hai màu xanh đỏ ha. Em thấy không đẹp không? Rồi, nên là cần liên hệ cho em nha.